Ừ, bé hai con lé hả? Thế. Thôi, con lớn con nhường em cái to này. Con nhường em á? Con nhường em thì con lấy gì con ăn? Em bé thì em phải ăn nhiều cho nó lớn, còn con đi. Dạ. Bây giờ nhá, bé hai cắm cái sân rộng này, con đi quét cho mẹ nhá, quét sạch sẽ cho mẹ nhớ chưa? Rồi giờ đi vào nấu cơm cho mẹ nhá. Làm như mẹ còn đang bận việc biết chưa? Vâng. Một cộng một bằng ba. Mẹ ơi, sai rồi. Ai cho con dám nói mẹ sai đấy? Một cộng một bằng hai mới đúng. À, một cộng một bằng hai à? Mình rất là thích hamburger luôn. Ngày Ruby em có thích hamburger.